Rồi, chào chị. Này, chị vào trong này ngồi giùm em nhé. Này hả? Dạ đúng rồi. Là chị rửa tay sát khuẩn giùm em. Chị trong này chị có chị rửa rồi. À vậy ha. Chị lên chị có việc À, theo. rồi là khử. Rồi. Để em gửi cái micro này cho chị. Một là chị cầm Cầm cái mà micro hai này. là mình cài vào áo, cầm thì nó lớn hơn, nói thì Này nó sẽ hả? lớn hơn. Cầm Dạ. đây đúng không? Rồi chị đưa cao lên. À, chị xoay ngược lại. Đúng rồi, đúng rồi. Chị làm như vậy nó nhìn vào người chị nó ngợp quá. Đúng rồi. Em thấy chị rất là quen. Quen Dạ. chị Ngọc nè. Dạ, à là trước đây chị có tới chương trình của Thái Có. Nguyên phỏng vấn một lần rồi đúng không? Dạ. Ủa, rồi thế sao ngày hôm nay quay lại với chương trình của em? À, chị cũng Báo tin mừng cho em có chị hả? đến đây có lỗi là bữa hổm là chị đó giờ không có lên đây đó. Thôi giờ trước khi mình chào trước đi Dạ ha. dạ đúng rồi đúng Rồi rồi, chào các cô chú anh chị. chị chào Thành Nguyên. Chúc Dạ. Thành Nguyên nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, rồi cũng Dạ. chúc anh chị em trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi. Rồi. À, thế thì bây giờ chị Ngọc giới thiệu lại từ đầu cho em chút xíu nào. À, tên tuổi và mình đến từ đâu Chị hả chị ha? là chị là Cao Mỹ Ngọc. À, chị Cao Mỹ Ngọc rồi. Rồi. Ngày xưa để ở Cà Mau, bây giờ lên ở Cần Thơ. Dạ. Chỗ chỗ của chị À. đăng ký hộ khẩu là ngay chợ An Thới đó, phường Bửu Dạ. Nghĩa đó. Dạ. Nhưng mà giờ chị thì ở trong ngã 6 bán bông hoa kiển, trong À. chợ ngã 6. Dạ. Mình bán bông hoa kiểng hay gì Bông hoa ha? kiển. À, chị Mỹ Ngọc là hôm đó là đến đây cùng với đứa cháu đúng không? Đúng rồi. À rồi 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 em nhớ rồi. Ừ. Dạ. Rồi thế rồi ngày hôm nay chị tới với chương trình của Thái Nguyên lần thứ hai là sao nào? Rồi chị muốn lên nói là chị đính chính lại là chị với chồng của chị đó là lúc chị có chồng là 21 tuổi. Dạ. Tới năm chị 45 46 tuổi thì chị với anh chia tay. Dạ. Ha. Mà bữa đó chị nói lộn là chia tay 45 năm. Yeah. Đó, lên thì mấy cộng đồng mạng người ta cũng nói trời ơi chị đó bộ 10 tuổi 11 tuổi chỉ có chồng hay gì á. Dạ. Vậy đó chị Em muốn nghĩ lên. thì nếu như mà người xem mà thông minh, em nghĩ rằng là người ta sẽ biết rằng là chị nói bị lộn. Đúng rồi, mà người Dạ. ta nói nhiều lắm rồi. Hôm chị tức quá chị thức sáng đêm Dạ. luôn, chị trong sáng hôm nay chị gặp Thành Dạ. Nguyên. Chứ chị nói Thành Nguyên vợ chồng sống nhau cũng thương lắm, mới sống được tới hai mấy năm, nhưng mà tại quá sức chịu đựng rồi chị sống không nổi nữa. Đó là chị bỏ anh chứ không phải anh bỏ chị nữa. Dạ. Nhưng biết không, hồi lúc mà chị 21 tuổi có chồng về thì chị cũng có con, có được đứa con với ổng luôn đó. Xong về hả, khổ lắm, về dưới Sóc Trăng á, chị bưng khoai mì khoai lang á, từ ở ở ngã ba Chà Men mà chị luộc đó ha, chị bán dài tới chợ Chòn Tró, dài tới chợ lớn, xong rồi chị đánh vòng về tới nhà mình vậy đó. Mà ngày nào cũng như ngày đó, mà ở nhà bà già chồng chị thì có bãi gửi xe, lúc đó mình xuống mình cũng đâu biết rửa xe đâu, mình rửa thì mình đi bán vậy đó. Xong cái thời đó là xe Miên của bên Miên rồi về đó, mấy anh đó lại rửa xe, một người thì muốn mua xe mà một người thì muốn bán xe, rồi chị mới làm may bán được cái xe thì người ta cho chị 200 ngàn. 200 ngàn thì chị cũng cũng một thời gian chị bưng khoai lang bán cũng lâu lắm, mà cũng mấy tháng trời con chị cũng trọng trọng rồi. Cái xong cái chị mới cho chị 200 ngàn, cái chị mới về, nghèo mà đâu có tiền đâu mà mua bàn ghế đằng đâu, mình ra mình tới dụ mình bán chuyện khác, bán cà phê. Không, có chị mới xin cây xin gián, mà chồng chị tệ lắm, cây gián về tự chị đóng, tự chị đóng, chị làm chị bán cà phê làm gì đó làm. Còn con của chị nó mới biết đứng thôi, đâu nghèo mà đâu có cái gì đâu mà xe hay gì đặng cho nó để xe đặng cho nó đi cái lu á, cái lu da bò này, cặp da bò nó bể của người ta đó. Cái chị mới xin về, cái chị mới xin xi măng, chị chấp giá lại hết. Cái xong cái chị lấy cái mền đó, chị ấy quấn vòng vòng cho nhỏ cái cho nó đứng chổng. Cái chị vừa rửa xe mướn cho bà già chồng chị, mà chị cũng vừa thấy dụ có ai vô đó uống cà phê ha, nước ngọt thì chị bán kiếm thêm vậy đó. Cũng một thời gian cũng lâu mà anh ấy mận chứ không có tiền bạc gì chứ, mẹ con chị tự sống không à, tiền bằng rửa xe đồ của bà già chồng chị không có cho, không có đưa chứ. Lúc con bệnh con đau cũng vậy, chị kêu đâu anh lên anh nói với bà vú đưa tiền mình mua thuốc cho con,
không là không đó. Không lên lấy. Rồi mẹ con chị sống vậy, thế sau cuối cùng của chị mới đi về Cần Thơ chị sống. Về Cần Thơ chị sống thì chị đi bán, đi mua trái cây bông qua nó trong chợ, giờ cứ lên chợ ăn thới á, chị hỏi cưng chị ai cũng biết hết. Lên chợ thì chị bán bông qua, trái cây, nhang đèn, cà phê, ăn gì cũng có hết, chị có bán hết trong chợ đó. Cuối cùng cái chị bán trái cây. Bán trái cây thì 11 12 giờ đêm là chị phải đi xuống tới bến Ninh Kiều á. Xuống dưới rồi chị mới đón ghe của Tiền Giang xuống đó, 12 giờ nó ra. Chị mới đón nó đem về ăn sáng mình bán. À, có bữa nọ anh ấy tỉnh á, thì chở mình đi. Ông xỉn rồi ha, ông nằm ngày này qua ngày nọ, ông cũng không chở. Mà chị lúc 11, 12 giờ chị kêu thức chị chở chị đi, mà anh không thức là không. Chị vừa đi, chị chạy xe chị đi, 12 giờ mà chị chạy xe đi mà mưa lắc gắt rồi mà chị đi. Mà chị đi vừa đi mà chị vừa tủi thì vừa khóc. Khóc. Đó chị, mà nhiều lúc lắm chịu đựng hết nổi rồi vậy đó ha. Rồi bán sáng chị bán xong rồi tới trưa có chiếc nhà có chiếc xe Honda đó cưng. Nhà có chiếc xe Honda, cái chị kêu anh chạy xe ôm, anh không chạy. Chị phải chạy luôn. Chị bán rồi về giấc trưa có mấy chị nào muốn đi chợ Cần Thơ hay muốn đi đâu vậy đó thì kêu chị chở đi hết, cái gì cũng chị hết trơn vậy. Chứ mà anh ấy ha, ăn nhậu về ha, mẹ con chị giờ đang ăn cơm vậy nó không biết chuyện gì ở đâu ha, về ha là đang cơm giờ cũng hất mâm cơm của mẹ con chị xuống sông mương. Rồi nói ra thì ông quánh mình. Bởi vì chị nói cưng là chị sợ vậy đó. Chị sợ gia trưởng, chị sợ bị đòn đánh đập đồ hết cưng. Cái gì cũng đem liền hết, cầm cái gì là chọi chị cái đó. Cầm dao gượt dao đó. Rồi cầm cái thùng nước đá ha, là chọi thùng nước đá, cầm cái quạt là liền cái quạt đó. Bởi vì chị cũng sợ. Cái sau này chị mới ấy nghĩ bán trái cây. Bán cái cây gừng tín đi, khuya đi gì cực quá, có mình chị đi nó chị cũng ngán nữa. Xong cái sau này cái chị mới sang lên lô lên sạp, chị bán cà phê. Bán cà phê mà cưng thấy ở trong chợ đó, chợ ở biết nhiều người bán lắm, phải mình. Mà cưng ở nhà chị thì tới 6 người lận. Mà bán ngày chừng có chừng 30 ca cà phê thôi. Mà ăn ca lúc đó có 1.500-2.000 ca bự nè. 1.500-2.000 cưng coi 6 người mà sao đủ sống. Mà kêu anh đi chạy xe gì cũng không hết trơn. Riết cái chị nói chị trốn đi nha. Khuya chị đợi, có bữa ông tỉnh thì ông ra ông bán cà phê, còn bữa nào không tỉnh là cỡ như nằm ngày này qua ngày nọ. Xong cái bữa đó anh tỉnh anh đi ra ngoài anh dọn bán cà phê. Chị ở nhà chị là trước cửa nhà chị là cái lò thiêu đó. Cái lò thiêu người ta đó. Mà lúc mà mình ấy thì mình sợ lắm. Mình sợ cái cửa mình sợ ma, sợ này kia lắm. Mà tới chừng giận cái này kia lên rồi làm thấy không có tiền bạc á, giận lên rồi. Khuya mà ổng đi dọn bán cà phê 4-5 giờ ha, là ở đây chị lấy 2-3 bộ đồ chị trốn chị đi đó. Chị đi mà chị lội ngang mương hay lò thiêu luôn, không biết sợ luôn, ngang cái mương ướt hết trơn ngập nè, cũng gắng lội. Có hai vợ chồng của nhỏ em đó, ở xóm chị á, nó ở trên thành phố á. Chị có số điện thoại chị lên chị tìm nó, mà lên tìm thì chưa được nó, thì chị tới xa cảng. Rồi mấy người đó họ mấy ông xe ôm mới hỏi chị đi đâu vậy, nói tôi muốn xin việc làm bây giờ tôi không biết đi xin ở đâu. Cái mà ổng nói tôi có chỗ nè, để tôi chở chị lại đây nè cho chị xin chuyện làm người ta đang cần. Cái người ta mới chở chị lại ngay chỗ bán làm hủ tiếu á. Làm hủ tiếu á, người ta làm xong thì mình dọn dẹp lau chùi hết nhà cửa, xong rồi tới trưa lại á là giặt quần áo rồi xong rồi dẫn bà già đi tắm. Mà giặt đồ bên đây mình đi qua tới xa Mỹ bên kia để mà phơi, chị ngán quá à. Rồi lên lầu nữa chị ngán quá à. Mà tại vì mình không có chuyện làm mà chị cũng gán mà làm đâu được chừng 2 ngày. Thế chị cũng nhớ con chị mà công chuyện này chị thấy khó lòng quá, đi lên lầu thì chị ngán quá. Cái xong chị mới nói với bà chủ, nói chị ơi chắc em làm không được rồi, chị cho em nghỉ thì chị ơi, chứ em đi qua lên lầu đi qua lộ rồi em ngán quá. Xong cái chị đó nói nếu mà em nghỉ thì em phải trả chị 200.000. Ủa em đâu có mượn chị 200.000 hồi nào đâu. Cái chị nói 200.000 cái thằng xe ôm nó lấy. Trời ơi, xe ôm nó lấy em có biết cái gì đâu mà sao chị đòi em lên đi, em đi làm em đâu có tiền ở đâu, em mới đi lên ở đợ làm mướn mà.
cuối cùng nói giết rồi, cái chị còn có 100.000 túi à. Chị nói vậy thôi giờ em cũng không biết sao nữa, bây giờ thôi em có 100 là chị lấy đỡ 100 đi, chứ em đâu có tiền đâu, em phải em lấy tiền chị thì em trả cho chị rồi. Cuối cùng nói giết cái bà chịu, cái chị đưa 100.000, cái bà đưa cái giấy chứng minh lợi cho chị, đưa cái giấy chứng minh lợi cho chị thì chị cũng đâu có tiền đâu đi. Cái chị mới điện hai chồng nhỏ đó, nó qua nó chở chị đi về nhà nó, xong rồi nó cho chị mượn tiền đi về Cần Thơ. Về thì ông cũng mừng lắm ha, ông cũng làm đường kia vậy ha, mà tánh hạt cũng thật đấy. Đi ăn nhậu về ha, con của chị con gái ha, mà ông quýnh một lần cái cây mà cũng thấy cái cây lau nhà bằng cây đó ha, quýnh nhỏ con gái chị ha, tôi nói gãy cây này tới cây nọ, quýnh túi bụi chân. Mà chị nói là ông quýnh thôi chị luôn, quá sức chịu đựng tức nước dở bờ của chị. Đó, chị thì, phải thôi chị chị thôi ảnh chứ không phải anh thôi chị đâu. Thật ra đó thì em thấy cái tình trạng mà bạo lực gia đình đó, em là đàn ông mà nhiều khi em còn thấy sợ. Chứ nói gì là các chị với là các con đồ này kia. Và sau này đó, trẻ con thì nó sẽ bị sốc tâm lý và sẽ ảnh hưởng tới sau này đó chị. Cái chuyện mà mình đánh đập vợ với đánh đập con, thực ra là phụ nữ chân yếu tay mềm mà đánh đập như vậy, nói thật chứ đàn ông sức dài vai rộng không có đi làm mà ăn ở nhà kiếm chuyện rồi đánh đập vợ con như vậy, nó đâu có ra dáng đàn ông nữa đâu, thiệt sự. Đàn ông thì nó ra đàn ông về đánh đập vợ con như vậy, cứ có ngon á thì đi ra ngoài xã đúng hội rồi. Đúng không chị, phải không chị? Đúng rồi, dạ. Đi ra ngoài không dám Cương ơi, ra ngoài không dám, mà ở trong nhà ăn hiếp vợ con không, ở ngoài đường không có dám. Như đó về làm anh hùng trong nhà chứ đúng ra rồi. Đường đâu dám làm không anh có hùng dám. Cho nên là đây cũng là cái điều mà Thành Nguyên cũng rất là đồng cảm với các chị, và cũng lên án các anh nào mà có cái tính vũ phu như vậy thì cũng nên bỏ đi. Rồi đây nè, chị bỏ ảnh là bây giờ là cả 10 năm ha, nhưng mà ảnh bị tai biến rồi. Bị tai biến 5 năm nay rồi. Là con chị thằng cái út chị vợ đang nuôi ổng á. Nhưng mà lâu lâu chị có qua thăm lại anh không? Cũng có, lâu lâu thì chị cũng có, thí dụ ở trong chị á, chị mình làm được, mình có đồ ăn này kia mình cũng đem ra, mình gửi mấy đứa nhỏ đem ra, không còn tình cũng còn nghĩa. Đúng rồi. Chứ ổng bệnh là chị cũng vô bệnh viện chị nuôi. Ổng còn tình cũng còn nghĩa đó chị, mặc tính là vậy đó. Ly hôn rồi. Đúng rồi. Vâng. Thôi thì cái chuyện gia đình thì mình chỉ biết vậy đi ha chị ha. Thì chị dựng lên đây là chị mà như là chị nói vụ mà chị vụ 45, 25 gì đó. Chị không? Đính chín lại đấy ha. Đúng rồi, điểm chín lại đó. Chính là chị là sống rảnh là lúc chị 21 tuổi. Mà chị rảnh chia tay là lúc chị 45 tuổi. Dạ đúng, Thành Nguyên nghĩ là cũng đó, nghĩ mà... như vậy. Và chị Ngọc biết sao không? Cái khi mà chị chia sẻ những cái điều đó, bởi vì là lúc mà chị đang cảm xúc á, thành ra là em cũng quên luôn là cái khúc đó là chị đang nói cái gì nữa. Rồi cái cùng đi đăng lên đó là 45 tuổi này kia, cái mấy anh chị em trên nói trời ơi bà đó chắc 10 tuổi 11 tuổi rồi bả có chồng rồi. Thì cũng xin lên cũng mà cũng cáo lỗi với mấy anh chị em mình vậy đó, có nói sai gì thì bỏ qua cho. Mà lên là mình lòng cộng cũng rung á. Nếu đó như mà cái đáng trách á, hay là người ta có phán xét mình á, thì ví dụ như là mình làm cái điều gì đó mà nó quá đáng quá, mà nó không có đúng với thuần phong mỹ tục Việt Nam, hay là cái gì mà nó trái với luân thường đạo lý đó, thì mọi người có thể trách được. Còn cái chuyện mà tuổi tác mà lỡ có nói lộn chút xíu thì quý vị cũng vậy thông mà cảm. Lên ta nói chịu quá chừng hôm ngủ không được, thức ngủ sáng được đêm rồi. Thức sáng đêm nặng đợi trong tới sáng nặng lên gặp Thành Nguyên mới được. Trời, thức sáng đêm luôn ngủ không được. Tức đó giờ mình không có nói cái gì mà sai chân á, thiệt chị. Lúc mà chị nói gì là chị suy nghĩ lắm, mà sao bữa chị quên mất tiêu hả? Không nhớ, không suy nghĩ thì nên anh em ta mới bắt bẻ mình được. Là chị chia tay nhiều. Chồng là lúc chị 45 tuổi. 45 tuổi rồi, người ta nói chị tùm lum hết trơn đó. Ta nói gì đó. Nói chị gì bà đó gì dân nhà quê, đeo đôi bông. Ủa mình thích đeo gì thì mình đeo đó rồi. Chứ cứ đó cũng lên cũng nói mà nói không có đúng. Nói hay nhà quê đeo coi bà đeo bông coi kìa. Ủa người ta thích gì người ta mua đó người ta đeo chứ phải không?
mà đâu có nói vậy là không có đúng. Cái gu thẩm mỹ thì là từng người, chứ nhiều khi mình cho cái đó là đẹp. Có nhiều người nói bà này đòi hỏi cao quá, phải có nhà. Chứ thí dụ như già hay trẻ gì cũng vậy, có chồng thì theo chồng, đúng rồi. Đúng không? Mà nói mà không biết suy nghĩ. Nói chị, nói bà này đòi hỏi cao quá, phải đòi có nhà, cửa ở. Ủa, có chồng thì theo chồng chứ đúng không? Đúng già rồi. Hay trẻ gì cũng thế thôi. Với nhiều người nói thì phải cho đúng hả lên mà bình luận. Cũng bình luận là... mà bình luận có nhiều người bình luận nghe dễ thương lắm. Nói chung trong cuộc sống thì cũng có người này người kia. Và mình đi tìm cái ý trung nhân của mình thì thực sự ra là mình có thiếu thì mình mới đi tìm. Chứ đâu có ai đang yên ấm hạnh phúc mà chạy đi tìm thêm đâu, phải không chị? Đúng rồi. Dạ, cho nên là các cô, các chú, các anh, các chị nào mà cũng đang sống trong yên ấm thì mình mừng cho người đó đó. Dạ, thì mình cũng mừng cho người đó. Nhưng mà thay vì vậy thì không có nói được cái lời động viên nào cho các chị, các em đến với chương trình ấy, thì cũng đừng có nói gì cay đắng ha chị ha. Đúng rồi. Dạ, để nói gì cái mình nghe không lọt lỗ tai. Dạ. Cũng một lời nói mà nói nghe im lỗ tai lắm. Nãy chị cũng có cảm ơn những người mà ta ủng hộ mình đó. Cuộc đời của chị là chị ghét nhất là nói dốc. Nói dốc ha, nói thêm nói bớt là không có chị. Thiệt. Chị mà nói dốc ha, mặt đèn tắt chị tắt, có sao chị nói vậy không. Bao giờ mà chị nói dốc. Chị ghét nói dốc lắm. Đời của chị là vậy đó. Bởi vì ai trên này nó không biết nói chị đủ chứ, thì nói thì cứ nói đi. Có miệng mà đúng không, cứ nói. Nói chung cuộc đời ai thì buồn thì cũng phải sống, vui thì cũng phải sống. Nhưng mà Thành Nguyên chắc chắn một điều đó là không có ai nắm tay tối ngày. Nhiều khi hôm nay người ta có thể nói tài, nói hay, nhưng mà biết đâu ngày mai là sẽ thế này thế khác đó. Cho nên là cũng đúng rồi, người ta nói 70 chưa gọi là lành đó, chưa nữa thấy không? Chưa đâu. 30 chưa phải là Tết hay gì ha. Cái gì nó tới, nó tới à. Đừng có nói ai nói hay hơn ai, tốt hơn ai. Nó vậy đó. Rồi. Thế thì ngày hôm nay chị Ngọc có muốn bày tỏ thêm lần nữa không? Bày tỏ tới các anh thêm lần nữa không? Hay là thôi, hay là các anh cứ thôi. Thôi giờ các anh, giờ các anh thấy mình rồi, giờ các anh có muốn muốn đến hội với mình đâu, có tự nhiên đó mình đâu có biết nữa. Giờ không lẽ mình nói hoài cái nữa. Ôi bà lên bà ế dữ lắm rồi sao mà bà lên đi hoài phải không? Thế thì em ghi nhận cái câu chuyện của chị hôm nay đến đính chính ha. Rồi, còn cái rồi. Chuyện mà chị bày tỏ thì chị cũng đã bày tỏ trước rồi ha. Bởi vì nhờ Thành Nguyên đưa lên giùm chị ha. Cho anh chị em người ta đừng có hiểu lầm, nó mới 10 tuổi, 11 tuổi có chồng. Thành Nguyên thì nói với chị Ngọc là không sao đâu, cái đó là cái chuyện tuổi tác thì nhiều khi ai thông minh thì sẽ tự hiểu ra là chị Ngọc nó bị lộn ấy thôi, chứ không có gì gọi là nặng nề hết. Nhưng mà chị Ngọc vẫn áy náy và cả đêm không có ngủ được vào ngày hôm nay. Nhiều lần mình nói gì ra mình suy nghĩ sao bữa đó mà nói sao mà lại là không có nhớ hết trơn. Bây giờ chị cũng không nhớ chị nói gì hết trơn. Cái tới chừng lên hôm qua cưng mới đưa lên qua nè. Cái nhỏ cháu chị nó, bà ngoại người ta nói bà ngoại mới 10 tuổi, 11 tuổi bà ngoại có chồng mà nó gì kỳ á. Rồi đó, rồi chị mới nghe lại, chị mới nói trời ơi có nhớ đâu. Không, chị lớn tuổi làm như nói lúc trước nhiều lúc quên lúc sau nữa. Rồi có nói là chị nói về bà này bà mê ca hát quá nên chồng bà bỏ, không có. Đám tiệc đồ chị yêu văn nghệ lắm, đám tiệc đồ chị mới lên chị ca, đâu phải ai muốn ca đâu Nguyên, đúng không? Với lại là có cái khiếu mới ca được chứ. Với là cái chuyện văn nghệ văn gừng này kia nọ là làm cho tinh thần mình nó vui vẻ, nó đúng rồi, nó có nhiều người thoải người ta mái lên thì tại bà sao mình lại phải u sầu ha chị ha. Đúng rồi, chị quên cho nó quên đi. Người họ nói chị bà ham ca hát quá bởi vì chồng bà bỏ, bà có đâu. Chồng chị nó tìm chị nó chứ nó bỏ lắm. Chị bỏ không bỏ thôi hả? Thiệt. Chị không có để cho người ta bỏ chị đâu. Chị nói nghe ha, chị biết mà ăn buôn bán gì chị bán không được hết. Mới đầu vô là bán quần áo giày dép cho chị, trong chợ có nè, bán nhang đèn, có bông hoa, có trái cây, có ăn uống, có cà phê, có chị làm đủ hết gì chị bán buôn được hết. Rồi thì sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi những cái tâm tư, những cái tình cảm cũng như là cái lời đính chính của chị tới cho các cô chú, các anh chị đang xem ha. Thôi thì mình cũng xí xóa cho nhau, bởi vì có nhiều khi những cái lời nói mà trong lúc cảm xúc đó quý vị, thì nhiều khi Thành Nguyên cũng vậy, cũng quên trước quên sau cũng đủ thứ.
Dạ cũng cho nên với lại là cái chuyện đó nó cũng không phải là quá quan trọng, cho nên quý vị cũng đừng có nặng nề quá ha. Dạ Với chị nói ha, chị cũng lớn tuổi rồi, lên đây lên chơi cho nó vui chứ không có anh nào thương chị đâu. rồi. Chị nói vậy luôn đó, không có anh nào thương đâu, lớn tuổi rồi ai mà thương. Mà chị nói vậy luôn. Lên Thôi đi thì vui chơi vậy đó, cứ tùy duyên đi ha. tùy Dạ cứ duyên đến à. đâu đến ha. Đúng rồi. Vâng. Thì cuối chương trình thì chị Ngọc có điều gì đó muốn nhắn nhủ cũng như là gửi gắm tới cho các cô chú các anh chị đang xem chương trình mình đôi điều không? Thì cuối chương trình thì cũng rồi xin cáo lỗi hồi nãy rồi ha. Bây giờ xin anh chị em mình bỏ qua, nó lộn mà, nó lộn đó, cũng nhỏ đâu, chuyện gì lớn đâu, không. Rồi cuối chương trình thì xin chúc cho anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, mừng ăn phát tài. Rồi chúc cho Thành Nguyên cũng vậy, gia đình nhiều hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Rồi chào. Vâng, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, kính thưa quý vị thân mến, thì những gì chị Ngọc lên đính chính thì quý vị cũng đã nghe những tâm tư, những tình cảm của clip trước mà chị muốn gửi gắm tới cho các anh, thì quý vị cũng đã biết phải không ạ, nếu như theo dõi kênh của Thành Nguyên. Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin được tạm dừng video tại đây, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên từ đầu chương trình cho tới bây giờ. Cũng như thường lệ thì quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thành Nguyên nha quý vị. Rồi ok chị Ngọc nha, có Rồi gì thì em rồi sẽ rồi đăng cái clip này lên giùm chị ha. rồi chị Dạ. chào.